Ok, em Hoàng Anh nhé. Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả anh em và các bác đã quay trở lại kênh YouTube cũng như là cái clip giới thiệu sản phẩm của em. Đấy thì trong ngày hôm nay thì em lại tiếp tục có một cái cây là cây FX. Đấy, dòng Super X để cho anh em và các bác tham khảo nhé. Đấy thì đầu tiên thì em cũng xin nói về cách thức mua bán và giao dịch bên em luôn. Đấy, bên em thì là hiện tại thì có hai hình thức mua bán và giao dịch. Đó là ship COD và gửi xe. Đấy, ship COD thì một cây cứ chia ra làm 2 đến 3 đơn. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thì thanh toán. Đây em cũng nói luôn là ship COD bên em nhận chuyển khoản một lửa, sau đó bên em mới ship COD nhé các bác nhé. Đây còn gửi xe thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là lắp ráp nguyên cây như này. Đó, căn chỉnh test chuẩn luôn cho anh em. Đấy về đến tay anh em là anh em chỉ việc đi bem thôi. Đó là hình thức gửi xe. Đấy mà gửi xe thì bên em cũng là cọc, nhưng mà các bác chỉ cần cọc cho em 500 đến 1 triệu thôi là bên em sẽ lắp ráp nguyên cây như này. Đấy, đi test và làm video test thực tế, sau đó gửi video qua Zalo cho anh em. Đấy để anh em yên tâm về sản phẩm mình đã đặt bên shop nhé. Đấy thì sau đây thì em cũng xin nói về chi tiết cây củi luôn, sau đó em sẽ báo giá cho anh em và các bác nhé. Đấy, anh em nào đang xem video thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh cũng như là nhấn một nút chuông để được liên tục được cập nhật những cái sản phẩm em sẽ mang đến gửi đến cho anh em nhé. Đấy rồi. Đấy, cũng không để mất thời gian của anh em thì sau đây em cũng xin nói về chi tiết của cái dòng Super X này luôn. Đó như các bác thấy combo Q thì bao gồm tay cầm nhựa. Đấy, khớp gấp là khớp gấp tròn nhé. Đấy. Báng là báng chữ L. Đấy cán cuốc. Đấy báng cán cuốc các bác nhá. Đấy anh em nào thích báng cán cuốc này, thích báng tổ ong. Đấy tùy theo các bác chơi. Đấy theo nhu cầu của bác chơi nhá. Đấy báng chữ L này, báng gấp. Đấy. Báng này thì bác nào mà về mà cái tầm vai của bác các bác ấy, các bác tỉ ở cái tầm vai nào thì các bác có thể đi cắt cái báng vào chỗ điểm tỉ đó cực kỳ là chắc chắn. Đó báng chữ A thì các bác có thể là gấp và rút, nhưng cái báng này thì là cố định luôn. Đấy có thể gấp nhưng mà không rút được nhé. Bác nào tỉ vai điểm nào các bác có thể là về cắt đi và vặn cái phần cuối này vào nhé. Đó là ở trên bộ quy này. Và ở trên bộ quy này thì là nó có một cái nữa là nó cải tiến lên là trên dòng quy này thì bộ phận búa đập nhé. Bộ phận búa đập thì hiện nay ở trên bộ quy này là không làm cái tay kéo của búa ở đây nhé. Đấy làm ở luôn bên trong. Đấy cực kỳ là gọn luôn. Đấy làm ở luôn ở bên trong nhé. Đấy cái bộ phận búa đập ở bên trong này nhé các bác nhé. Đấy có chốt an toàn. Đấy chốt bấm nhé. Đấy chốt bấm. Hệ cò là hệ cò sục cực kỳ là ok luôn. Đó, quy tay đòn nhé. Đó thì tiếp theo thì về bộ hơi cây này thì em đang sử dụng cho đó là một cái khoang áp độ. Đấy một cái khoang áp độ và kết hợp với cái khoang áp đó là một cái van Superwell. Đấy các bác có thể dùng van cricket. Đấy tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác thích lắp van nào thì em sẽ hỗ trợ lắp ráp cho các bác van đấy. Đó cực kỳ là ok luôn. Đấy, cái lắp thêm cái khoang áp độ này để cho cái buồng áp nó to lên. Đấy, dành cho những anh em nào thích chơi lấm sở và sở lung. Đấy, buồng áp lớn để anh em và các bác chơi. Đấy, thì cây này thì em cũng đang lắp ráp là có chủ nhân rồi. Đấy, cho anh yêu cầu là lắp cái khoang áp độ. Đấy, em cũng lắp ráp lên để theo nhu cầu của anh ấy nhé. Đấy, bác nào mà đặt hàng mà các bác có nhu cầu lắp ráp như nào các bác cứ liên hệ cho em sẽ lên cấu hình các bác cứ lên cấu hình đấy em sẽ lắp ráp theo yêu cầu của các bác luôn. Đó khoang áp độ đấy van Superwell đấy bà hàng chuẩn luôn nhé, loại một luôn, trần xì cũng inox luôn. Đó van Superwell đó thì bình là bình carbon 0.5 đấy, bình carbon 0.5 đấy, bình này thì chứa được rất là nhiều hơi nhé. Những cái video trước thì em cũng nói rồi, bình thì em cũng chỉ nói qua thôi. Đó thì tiếp theo về lòng cái tất yếu cây củi đó, về lòng cây này thì em đang lắp cho lòng Huben sang 2 các bác nhé. Lòng Huben sang 2, lòng đủ 20 inch đấy, cây củi vẫn rất là gọn nha các bác nhé. Đấy lòng sang 2 20 inch. Đấy lòng này và cấu hình như này thì em cứ bao test cho anh em và các bác là cự ly 70 đến 120 mét. Các bác có thể là bắn xa hơn. Đấy tùy theo là cái độ căn chỉnh của các bác. Đấy nó cứ ăn theo trục dọc các bác. Bắn em cứ lấy 0 60 mét, 70 mét. Đấy các bác về là bắn xa hơn là các bác chỉ cần chỉnh theo tâm kính thôi. Đó, rất dễ thôi nhá. Bác nào mà chưa tìm hiểu mới chơi thì có thể là lấy về em sẽ hướng dẫn.
Đó, kết hợp với cái lòng này thì là em đang sử dụng giảm FX, giảm FX Ergun, chuyên dùng cho FX nhé. Đó, giảm này em cũng vừa bắn thử hơi cho các bác nghe đấy. Đây em sẽ test lại cho các bác nghe lần nữa nhé. Đó, rất chi là uy lực. Này, nhìn các bác nhìn ở đầu. Đó, các bác thấy chưa? Cực kỳ là uy lực nhưng vẫn rất chi là êm nhé. Đó, giảm FX Ergun, bao êm bao phê cho anh em và các bác chơi luôn. Đấy, thì tiếp theo cuối cùng thì là về kính. Kính cây này thì em đang sử dụng kính BSA TMD tâm số khắc kính, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm cực kỳ tốt. Đấy, có ốc khóa tâm cực kỳ ok luôn. Con này thì là một trong những cái dòng kính được rất chi là nhiều anh em ưa chuộng sử dụng rồi, cũng không phải giới thiệu nhiều làm gì. Đấy, chân kính kết hợp với kính là chân kính em đang lắp là chân kính liền khối nhá. Đấy, chân kính liền khối. Đó, nhìn cây củi rất chi là chắc chắn và hài hòa này anh em nhé. Đấy, hoặc là anh em có thể là có nhu cầu mà em thay giảm, đấy em sẽ lắp cái giảm Gimtech vào. Đấy, nhìn nó lại phê hơn một tí nhé. Đó, cực kỳ là ok luôn. Đấy, thì cây này thì em cũng xin báo giá luôn. Đấy, giá của nó là 11.500.000 đồng nhé các bác nhé. 11.500.000 đồng. Em xin lỗi các bác, em xin lỗi các bác nhé. Đấy, em báo nhầm rồi. 12 triệu nhé. Đấy, 12 triệu đồng. Đấy, đã bao gồm cước phí vận chuyển để về đến tay anh em và các bác. Đó, 12 triệu nhé. Đó. Thật ra thì cây củi này cũng có chủ nhân rồi. Đấy, cho nên là em để cho anh ý giá là 11.500. Đấy, cho nên là em báo nhầm các bác nhé. Đấy, giá của nó là 12 triệu. Đó. Anh này anh khách quen cho nên là em để giá ưu đãi. Đó, cũng cực kỳ là ok luôn, 12 triệu đồng nhé các bác nhé. Rồi, thì đấy, cách thức mua bán vào dịch thì em đã nói rồi. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì cứ lên, cứ alo cho em qua hai cái số điện thoại trên biển đây. Đấy, em cứ liên hệ cho em qua 24/24, em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho anh em và các bác nhé. Đấy rồi, thì video thì em cũng xin khép lại tại đây. Đó, hẹn anh em ở trong cái clip tiếp theo nhé.